Lời đầu tiên, Lệ Võ xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Một lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Hôm nay Lệ Võ không có lên live trực tiếp để giao lưu cùng với quý khán giả và các bạn. Bởi vì giờ sức khỏe không có khỏe, cho nên là Lệ Võ không có lên live stream được. Lệ Võ sẽ gửi, Lệ Võ sẽ làm một cái clip này gửi vài lời đến quý khán giả và fan yêu thương Thiền Am của chúng ta, một vài lời về cái nội dung của ngày hôm nay. Thì trước khi bước vào cái nội dung ngày hôm nay, Đại Võ xin kính chúc tất cả các quý khán giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, bình an và thân tâm an lạc ạ. Thì Đại Võ khi mà trong thời gian gần đây, thì Đại Võ cảm thấy như là những cái kênh mà thời gian qua đã có tiếng nói bảo vệ bên vực gia đình Thiền Am, có những cái tiếng nói mà phản biện bên cái bọn nghĩa địa để mà bên vực cho gia đình Thiền Am để lấy lại danh dự, lấy lại sự công bằng cho gia đình Thiền Am. Nhưng mà ngày hôm nay đến trong thời gian khoảng chừng 3-4 tuần nay, nhất là 3 từng trở lại đây, thì thấy các cái kênh như là mình cũng không hiểu, tại vì mình theo dõi, Đại Võ theo dõi gia đình Thiền Am từ trên 3-4 năm nay, không phải là mình theo dõi dài, thì mình sẽ hiểu hơn những cái người mới vào. Nhưng mà mình theo dõi lâu, và mình đã đồng hành tất cả những cái kênh YouTube như là chị Lan, Toán Trần, rồi QHTV, rồi Quang BH, rồi Ngọc Quyền, anh Hồ Ngọc Biển Đông, chị Lan, Ngô Quân, vân vân. Thì những cái kênh YouTube này Đại Võ đã theo dõi trong thời gian dài lắm, lâu lắm, cho nên mình biết những cái kênh này là đưa lên những tiếng nói và bị bọn Atefan nó công kích như thế nào đó. Thì mình cảm thấy là những cái kênh YouTube này đã chịu đấm ăn xôi rất là dài đó. Nếu như mà những cái kênh YouTube này như những mà mê tiền, ham tiền thì người ta đã theo nghĩa địa lâu lắm rồi đó. Cho nên là hôm nay Đại Võ muốn thấy cái câu chuyện này rất là lạ. Đúng ra Đại Võ cũng muốn trực tiếp mà đứng lên kênh của mình để nói lên những cái điều này, nhưng mà có lẽ mình nói, nếu mình nói ra thì có những người mà người ta không, hiện giờ người ta không có cùng cái quan điểm với Đại Võ, người ta sẽ ghét Đại Võ. Nhưng mà mình chấp nhận điều đó, mình không có muốn mà tất cả các fan đang yêu thương Thiền Am hiểu lầm về những cái kênh YouTube này. Bây giờ hiện giờ thì mình thấy cái mấu chốt mà để các kênh công kích lẫn nhau, hiểu lầm những này vậy lẫn nhau, và các fan là không cùng quan điểm với nhau á, thì lại vô kênh của ai mà nói những cái điều mà ví dụ như là Đại Võ là nói về chị bên vực chị Lan đi, hoặc là bên vực Toán Trần đi, thì có những cái anh chị em đã cùng chí hướng với mình đó lại không đồng ý điều đó, tại vì họ đang được bên kia dẫn dắt thì họ lại lại tin, và họ sẽ nghĩ là chị Lan, Toán Trần và Tố Nga là cái người ăn chặn tiền từ thiện, cho nên là mình họ họ quay lại công kích những ai mà binh vực ba người này. Nhưng mà mình thấy cái gút mắt mà để bây giờ tới ngày hôm nay, Đại Võ thấy là cái gút mắt mà làm cho các kênh mà lên mạng cứ chửi nhau á mà ngày càng trầm trọng á, là mình thấy cái kênh thứ nhất là kênh Mỹ Phụng, thứ hai nữa là cái kênh là Mộng Nguyễn, thứ ba là cái kênh là Lão Đại. Và mình thấy nhất là cái kênh Lão Đại đưa lên một cái cô nào đó chửi Tố Nga rất là nhiều, mà nói Tố Nga là người ăn chặn từ thiện, mà dùng những cái từ rất là khó nghe công kích. Thì mình thấy những cái sự, rồi cái kênh này nó dẫn dắt ở dưới khán giả thì là tung hô, rồi coi như cái chuyện cái cô đó nói là đúng, mà chửi rất là thậm tệ, thậm chí là mình không có biết cái này là cố ý hay là một hiểu lầm gì đó mà lên, hay là một có cái tác động nào đó đến người này, để cái người này lên mà vừa khóc mà vừa chửi Tố Nga quá trời luôn, mà không phải một clip, rất là nhiều clip mà cái Lão Đại này đưa những cái người đó lên chửi như vậy. Thì bây giờ nếu như những anh em nào á, anh chị em nào á, mà hiểu biết Tố Nga, chị Lan, Toán Trần trong thời gian dài, thì chúng ta phải
cố gắng nghĩ lại, xem xét lại những cái việc mà những cái kênh YouTube này dẫn dắt có đúng hay không đó. Và mình cũng muốn nói với lại các cái kênh này mà hiện giờ kênh Mỹ Phụng thì nói là tốn trần ăn chặn tiền gì gì đó mà không biết cái bằng chứng đâu đưa lên, mà bằng chứng phải là xác thực. Còn bên kênh của Lão Đại thì nói Tố Nga là cái người ăn chặn rồi nào là chửi Tố Nga, dùng những cái từ mạt sát nhục mạ rất là nhiều đó. Thì mình muốn những cái người, những anh chị em của cái kênh này mà dẫn dắt cái câu chuyện này nó phải đưa ra cái bằng chứng rõ ràng thì chúng ta hãy đưa lên đó. Thì đại võ muốn là hóa giải cái điều này nhưng mà cũng không, cái tiếng nói của mình thuyết phục họ không có nghe. Bây giờ không biết cái tác động từ đâu, câu chuyện này nó dẫn dắt từ đâu mà các cái kênh YouTube này bây giờ cứ nói là Tố Trần Chị Lan là ăn chặn tiền từ thiện. Mà ăn chặn từ thiện là ở đâu, hóa đơn đâu đưa lên, và ăn chặn từ thiện của ai, từ thiện của ai phải đưa lên rõ ràng, chứng minh rõ ràng. Chứ đâu, các anh chị đâu có thể nào mà dẫn dắt như vậy được, đúng không? Đó, thì mình mong rằng tất cả các fan yêu thương Thiền Am, từ đó chúng ta đừng để họ dẫn dắt như vậy. Nếu chúng ta yêu thương Thiền Am thật sự thì chúng ta phải hiểu ba người này là ba người đó. Bây giờ mình không có nói ba người này đúng sai ở chỗ nào, nhưng về vấn đề ăn chặn từ thiện là mình thấy hoàn toàn không có phải. Cho nên là các anh chị đang công kích những điều này là không có đúng. Thì hôm nay đại võ chỉ đưa ra những cái câu hỏi và những cái băn khoăn, những cái lo lắng đó, và mình đưa ra những cái vấn đề, cái gút mắt mà mấy gần những ngày gần đây là cái chuyện là YouTube và các khán giả mà yêu thương Thiền Am, gọi là fan Thiền Am, để công kích lẫn nhau rồi mang tiếng là fan Thiền Am, bây giờ chửi lộn nhau như nậu chấm heo. Thì mình, nếu mà mình ghét mình là cũng fan Thiền Am mà cùng chung những cái người mà chửi fan Thiền Am với nhau như vậy thì mình rất cảm thấy rất là xấu hổ đó. Cho nên đó là hồi nãy luật sư cũng có nói là chúng ta phải từ từ, chúng ta phải hiểu không có phải là nên công kích hiểu lầm nhau gì đó đó. Thì bây giờ cả nhà thấy không, bây giờ luật sư cũng tín nhiệm chị Lan đó, luật sư là cái người công bằng công tâm nhất. Rồi Tố Trần hoặc là Tố Nga cũng công nhận là những người này là người tốt chứ không phải là xấu như cả nhà nghĩ như vậy. Đó, thì mình mong rằng là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ và gỡ cái khúc mắc này ra thì sẽ êm xuôi thôi. Những người nào mà cố tình chửi, đã hiểu là cố tình chửi, thì những người đó chúng ta sẽ ship vào là bộ nghĩa địa, len lỏi vào đây để là sáp nhập vào đây để tự xưng là fan Thiền Am, để chửi fan Thiền Am, thì cái điều đó chúng ta cần phải loại bỏ. Thì đại võ chỉ có mấy lời gửi đến quý khán giả và các bạn như vậy. Thì thôi, đại võ cũng cô sức khỏe cũng không có, đại võ chỉ nói được như đó thôi. Khi nào mà đại võ cảm thấy có một cái thông tin gì mới hoặc khỏe thì đại võ sẽ lên trực tiếp và giao lưu với mọi người. Thì mong là những cái lời nói của đại võ chia sẻ trên đây, mong tất cả các anh em, cô chú mà gọi là fan Thiền Am hãy hiểu được cái câu nói của đại võ. Đại võ không có muốn công kích ai cả, mà đại võ nhìn nhận thấy cái sự việc đó, mà đại võ cũng không phải là mưu mà mình binh vực mù quáng đâu đó. Các cả nhà phải suy nghĩ từ từ và hiểu ra sự việc đó. Thì nếu như chúng ta sai lầm thì chúng ta phải ngưng đừng làm điều đó nữa. Chúng ta tập trung vào vấn đề hiện giờ các thầy các cô đang cần gì, chúng ta phải giúp là như vậy. Mong rằng tất cả các cô chú anh chị và các bạn hiểu cho đại võ. Cô clip đại võ xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, bình an, thân tâm an lạc ạ. Bye bye, hẹn gặp lại ạ.